Thưa quý vị, sáng nay mùng 3 tháng 2, Hà Nội và nhiều tỉnh thành Bắc Bộ bước sang ngày thứ hai của đợt nồm ẩm mưa phùn. Tình trạng sương mù xuất hiện dày đặc vào sáng sớm đã gây ra nhiều xáo trộn, khó khăn cho người dân khi phải di chuyển ngoài trời. Theo cơ quan khí tượng, kiểu thời tiết này sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tới, kèm theo ô nhiễm không khí ở ngưỡng có hại cho sức khỏe con người. Cụ thể sáng nay mùng 3 tháng 2, thủ đô Hà Nội có mưa nhỏ và sương mù. Những người tham gia giao thông gặp nhiều khó khăn khi bị hạn chế tầm nhìn. Đến gần trưa, lớp sương mù dày đặc vẫn bao phủ khu vực nội thành Hà Nội. Nhiệt độ trong ngày giao động từ 18 tới 22 độ C, không còn cảm giác rét lạnh như những ngày trước. Nguyên nhân của hiện tượng sương mù là do độ ẩm không khí cao. Mây nhiều nên nắng yếu, kết hợp ít gió làm lớp không khí ẩm lòng vòng ở tầng thấp sát mặt đất không thể tan được. Cơ quan khí tượng cũng cho biết tình trạng nồm ẩm duy trì ở Hà Nội và khu vực Bắc Bộ hết ngày 6 tháng 2. Sau đó, khu vực hứng nắng với mức nhiệt tăng cao lên ngưỡng 27 độ. Tuy nhiên trạng thái mưa rông có thể quay trở lại vào ngày mùng 10 tháng 2 do miền Bắc chịu ảnh hưởng của không khí lạnh hoạt động yếu lệch đông. Điều đáng nói trong sáng nay chỉ số AQI ở các điểm tại Hà Nội dao động chủ yếu từ 150 tới 200 đơn vị để là ngưỡng có hại cho sức khỏe con người. Riêng một số điểm có AQI tăng cao trên 200. Theo dự báo, ô nhiễm không khí khả năng kéo dài và nghiêm trọng hơn tại Hà Nội trong các ngày mùng 4 đến mùng 6 tháng 2. Một số tỉnh thành phố lân cận như là Bắc Ninh, Thái Nguyên, Bắc Giang duy trì chất lượng không khí ở mức nguy hại khi mà AQI trên 300 đơn vị. Theo cơ quan khí tượng, tình trạng ô nhiễm khả năng kéo dài tại Hà Nội đến giữa tháng 2 do thời tiết chủ đạo những ngày tới sẽ là mưa phùn, nồm ẩm. Nửa cuối tháng 2 thì khu vực mới có thể đón thêm các đợt không khí lạnh cường độ mạnh gây rét đậm rét hại. Lúc này, chất lượng không khí mới được cải thiện rõ rệt.